Nếu quý vị không có việc gì tối cần, bây giờ đừng có bay quý vị. Tôi vất vả vô cùng để bay sang đây. Nhưng bay sang cũng chưa vất vả bằng lúc đi về. Tại đi về, người bạn tôi về trước, tôi một ngày phone báo cho tôi mà tôi muốn cancel cái show này, không dám đi. Lúc trở về Canada, máy bay đậu ở gate, ở cái cửa, chờ thêm 4 tiếng rưỡi không được xuống máy bay. Tại vì tất cả vào họ lại khám, lại test, lại làm đủ mọi trò. Ngồi trên máy bay đó, bay từ đây về là khoảng gần 5 tiếng. Tới gate, tới cửa, lại ngồi thêm gần 5 tiếng trên máy bay. Thế nếu không có việc cần, thì tạm thời quý vị cứ ở nhà cho nó sướng. Đừng có đi, nó vất vả lắm. Anh nhắc tới việc ở nhà, thì có nhiều khán giả cũng hỏi em là cứ nghe đồn là anh sắp về hưu. Vậy thì chính thức là khi nào anh mới về hưu? Chưa bao giờ có một cái show mà nghệ sĩ dành nhau chụp hình với tôi như ngày hôm nay. Là bởi vì, thưa quý vị, đúng ra thì sau khi tôi bị một lần là Paris by Night 125 Nguyễn Văn Đông tại đây, tôi bị vỡ mạch máu mũi, phải cấp cứu. Và sau đó là cuốn Paris by Night 130 tại Singapore. Nóng quá tôi lại bị ngộp thở, lại phải vào cấp cứu ở nhà thương Singapore. Như quý vị có coi cuốn đó, quý vị nghe tôi tường thuật rồi. Thì ngay sau cuốn Paris by Night Singapore là tháng 11, 2019, thì cô Thủy có book cái rạp tại Bangkok là tháng 8, 2020, tức là năm vừa rồi. Tôi sẽ làm show Nguyễn Ngọc Mạn giã từ sân khấu. Thì cô Thủy có ý định làm một show tại Bangkok và một show tại Las Vegas. Sau hai cái show đó thì quý vị sẽ không gặp Nguyễn Ngọc Mạn nữa. Kể cả live show bình thường tại Canada tôi cũng sẽ không làm nữa và hoàn toàn về hưu. Nhưng Covid không cho về hưu. Cho nên đến ngày hôm nay tôi còn đứng ở đây là tại Covid chứ không phải là tại tôi. Thì bây giờ cái dự trù của tôi là năm tới 2022 thì sẽ làm một show Nguyễn Ngọc Mạn giã từ sân khấu. Và sau đó quý vị nếu có nghe tiếng tôi thì quý vị mở băng đọc truyện ra mà nghe, chứ không nhìn thấy tôi trên sân khấu nữa. Và tôi hoàn toàn rút lui vào viện dưỡng lão. Đó là cái chương trình của tôi nó như thế. Thì năm tới 2022 cũng là kỷ niệm đúng 30 năm tôi làm Paris by Night. Tại tôi vào là cuốn Paris by Night 17 là 1992. Thì đến 2022 là đúng 30 năm. Thì lúc đó cũng là cái lúc mà phải từ giã thôi. Anh ơi, anh nói vậy em thấy không đúng tí nào. Tại vì anh nói anh vào Paris by Night 30 năm, nhưng mà người nam ca sĩ mà Kỳ Duyên sắp giới thiệu đến quý vị vào Paris by Night còn trước anh nữa. Anh nghĩ là anh là cái người lâu nhất Paris by Night, mà cái người này vào trước anh. Và bây giờ quý vị xem anh hát, xem em anh trình diễn thì quý vị sẽ nói là chắc còn mấy chục năm nữa anh mới giã từ sân khấu. Thì khi nào người ca sĩ này giã từ sân khấu thì lúc đó anh hẵng giã từ luôn. Không, khoan cô. Tại người đó còn trẻ khi vào Paris by Night. Tôi vào Paris by Night khi đã già rồi. Đến nay là 29 năm thì thấy cái trí nhớ của mình nó bắt đầu nó cùn đi. Hồi trước tôi có lén vợ tôi giấu riêng một ít tiền. Bây giờ tôi không nhớ là giấu ở chỗ nào. Thì tôi mới thấy, ồ, trí nhớ mình nó kém quá rồi. Thành thì ra tôi nghĩ là đến lúc phải giã từ mà thôi. Còn cái người nam ca sĩ mà cô sắp giới thiệu thì vào Paris by Night lúc còn quá trẻ, cho nên so với tôi bây giờ vẫn là quá trẻ. Và thưa quý vị, không những vậy mà càng ngày cái giọng hát của anh lại càng truyền cảm, ấm cúng, và cái lửa trên sân khấu của anh vẫn như phút ban đầu. Xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Don Hồ.